Doesn't have an ear. So now maybe if you're ready, you raise your hand. Yes, if you're ready, you raise your hand for me, please. Mẹ cô còn nhìn thấy bà hàng lấy bà. Cô nhìn thấy cô. Ôi cô, hôm nay đi chợ nào? Yes, my class is a little bit crowded today, right? And now is the 8:05, right? Bây giờ là 8:05 rồi. Mình theo như thường lệ là lớp mình sẽ bắt đầu nhé. As I told you before, như cô đã nói với các con từ tuần trước, hôm nay chúng mình sẽ học một bài hoàn toàn mới, right? And today you need to focus on 100% on the lesson today. So now, are you ready for the lesson today? Yes or no? Can you? Yes. Okay, let's focus on the lesson today 100%. And on Friday, we will have a test. Yes? Like maybe we will go on quizzy or something like that. We will have a test for all of you, right? But to do that, we need to focus on the lesson today because it's a new lesson. So now, today we will study about unit 3, right? Unit 3 in my house. So but first, who is drawing on my board? Who is drawing on my board, please? Hello, who is drawing? Có bạn nào đang make cô kìa? Có bạn nào đang vẽ kìa? No, no. Vẽ lên trên bảng là không tốt nha, right? Nhất là trong các cái lớp học đông, đúng không các con? Right? Okay, so now are you ready for this? Hôm nay chơi quiz gì? Trước khi mà mình có thể là cả lớp mình cùng chơi quiz gì, đúng không? Thì mình sẽ tập trung vào một bài để mình học đã. Sau đó thì mới có cái để mà học chứ, mà thi chứ, đúng không? Yes. Today we will study about unit 3, you know? Unit 3 in my house. So, what do you think about your house, right? It is a big house or small house, warm or cold, right? Nào, xem nào, các bạn có thể comment cho cô biết là. Yeah, xin chào Đình Bảo Linh nha. Chị họ muốn tham gia học cùng lớp thì chúng mình cứ gửi code cho chị để tham gia học cùng thôi, có sao đâu, đúng không? Right. Võ Minh Khang, yes, okay. Now, hôm nay mình học về unit 3 nha. Trong lúc cô đang giới thiệu bài thì các bạn có thể comment tên đầy đủ này để cô có thể biết là hôm nay bạn nào đang tham gia nhá, được không nhỉ? Okay. So now, đúng rồi, hôm trước thì mình có học là on the playground, đúng không? Have fun. Chúng mình học về lúc ở trong giờ ra chơi chúng mình sẽ làm gì này, có những gì rồi này, right? Thì xong rồi còn bài trước nữa thì mình sẽ học là ở trong trang trại thì có những con vật gì rồi này, hoặc là ở trong rừng thì có những con vật, động vật gì này. Đó. Rồi hôm nay mình chuyển địa điểm về chính ngôi nhà của mình nhá. In my house. Okay, all the class repeat to me. In my house, right? Somebody will missing the sound S, right? In my house, right? Đừng lỡ cái từ đấy nha, không là giống như kiểu tiếng Việt không có dấu ấy. So, yes. To go on. Okay, now, so in my house, các bạn có sẽ thử vẽ một căn nhà nhá. Được không? Các bạn thử vẽ một căn nhà nào. Chúng mình cầm bút lên nào và một tờ giấy nào. Thử vẽ phác phác qua ngôi nhà của mình nhá. Được không? Vẽ phác thảo ngôi nhà của mình nào. Các bạn nào, where's your pen? Where's your pen? I will show the whiteboard for you to draw a house here. Okay. Các bạn đã có bút của mình chưa? Đã có giấy của mình chưa? Chuẩn bị chưa? Yes, I see. Nào bây giờ nhá, cô sẽ xe bảng trắng nhá. I will let you see my whiteboard, okay? Nào, bây giờ cô cũng có một tờ giấy ở đây. Được chưa? Rồi, các bạn nhìn thấy bảng trắng rồi. Oh, you look at the screen now. Bây giờ cô với các con cùng thi vẽ nha. Cô thì vẽ không có đẹp đâu. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử phác qua ngôi nhà của mình như thế nào nào. Bây giờ nhà của cô thì thực ra là nó có 3 tầng. Okay?
Nhà của cô là có 3 tầng này. Giờ I have my house. There are 3 floors. There are 3 floors in my house. Okay. There are 3 floors in my house. Đây nhà cô có 3 tầng. Oh trời ơi. Now yes, we have a... Okay. Now here. 1 2 and 3. Yes, we have 1 2 and 3. Nào bây giờ nhà bạn ví dụ cô rất thích những cái nhà mà ống ấy, nhà một tầng ấy mà nó dài 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 ấy. Đấy, được rồi các bạn vẽ nào. Okay, we have the structure of the house. There are 3 floors about my house. Okay. Yeah, 3 floors here. Có cái mái nhà của cô ở đây. Rồi bây giờ cô tạm thời là cô vẽ cái mái nhà đây nhá. Mặc dù cô vẽ rất là xấu. Why I draw so badly like that, right? Okay, đừng có vẽ theo cô nha, vẽ nhà các con nha, không phải nhìn lên bảng đâu. Okay. So now. Nhà của cô thì ở mặt đằng trước ấy có cửa sếp. Okay. Yeah. The big door, a huge door. Yeah, có cái cửa đúng không? Các bạn biết cái cửa không? Cái cửa ra vào không? Yeah, the door. Yeah, the door here. Cái cửa xếp ấy, các con biết cái cửa mà kéo lên kéo xuống không? Yeah, that's the door. Right, door. Rồi, các bạn đã vẽ được chiếc door của nhà mình chưa? Cái door nhà cô nhìn có vẻ hơi xấu đúng không? Cái door nhà cô là nó là cửa xếp, nó không kiểu cửa gỗ hay là cửa như nhà các bạn. Đúng không? Là the door here. So now, on the second floor, bây giờ mình đi nhà. Thì cái đây là thường thường các bạn sẽ thấy cô Ngọc, nếu mà giả dụ cô đi về quê là cô sẽ ở trên cái tầng 3 này. Ok, đây là cô Ngọc, được chưa? Và vẽ thêm hai cái tóc nữa để cho nó giống cô Ngọc nhá. Ok, đó, giống chưa? Yes, it's like me. Ok, this is me, right? Ok, we have the eyes here, right? Đây là cô đi rồi, đây là ở dưới phòng, đây là phòng của em gái cô nhá. Thì cấu trúc của nhà cô thì có windows, ok. Đó. Một cái big window, một cái window, xem nào, cũng không có window lắm, window nó ở đây này. Ok, nó ở đằng chỗ tường à. Ok, I will draw on it, yes. Ok, thôi thì cô không vẽ ở đây nữa, cô vẽ xấu lắm. Thì trước ở nhà cô này thì nó không phải là một cái tường mà nó là kính. Nhà cô là kính. Ok, cả một cái mặt này là kính nè. Chỗ này là rèm cửa này. Ok, rồi thì tạm thời đây là cái gì đây? Cái chỗ này là cái giường của cô này. Yeah, I have a bed here. It's a bed. Do you know about the bed here? Mình sẽ có cái giường ấy. Ok, I know it. Oh, you know this, all right. Nào, các bạn đã có cái giường chưa? Yes. I have a bed, right? It's a bed. Các bạn nào, có bạn nào là có giường này? Đấy, giường của bố mẹ này, hoặc là các bạn có thể nằm đệm đúng không, hoặc là nằm chiếu này. Đấy, ngày xưa là cô rất thích nằm chiếu luôn, nằm chiếu giải giải một cái đệm trên thôi, hoặc là giải chăn ở hơi ở trên thôi, cô không thích nằm giường một chút nào cả. Yes, this is my bed. Okay, and now we have a table here, a desk. Cô có một cái bàn làm việc ở đây. Các bạn có cái desk, cái bàn học không? Yes, of course. Why not? Right? A desk here. Good choice. Yeah, we have a desk. À, các bạn đã có cái desk chưa? Yeah, it's a desk. Rồi, a desk. And, okay, I have a clock here. Cô có một cái clock này. Cái đồng hồ này. Okay. I have a clock. And I have so many. Okay. I have a cat here. There is a cat. Okay, there is cat always sitting and lying on my bed, you know? The big, big cat. Trên giường cô thì luôn luôn có cái con mèo cảnh nhà cô ấy, tên là con Anna. Yeah, my cat's name is Anna, right? Nào thì bây giờ bức tranh chút nữa cô sẽ hỏi gọi một bạn để tả nhá. Còn cái tầng dưới này của cô thì nó là căn bếp và còn nó là cái bếp đúng không? The kitchen. Ok. The kitchen. Cái kitchen nhà cô thì hơi lạ một chút tại vì nó ở cái tầng lửng ấy. À, trong kitchen thì các bạn đoán là có cái gì nhỉ? Luôn luôn có một thứ luôn luôn phải có. Đó là một cái gian gì nhỉ? Gian nấu ăn đúng không? Có cái bếp ở đây. Chưa? Rồi fire. Right, it's so
Okay. And có một cái tủ lạnh. À, các bạn có tủ lạnh không? Đúng rồi, nhà bạn nào hầu như cũng có, đúng không? Có tủ lạnh không các bạn? Đúng. Nào các bạn nào, thử vẽ cái tủ lạnh đẹp đẹp cho cô xem nào. Cô là không biết vẽ cái tủ lạnh lắm. Okay. Here, maybe go. Exactly. Maybe it's good for the tủ lạnh, right? Nhìn giống cái tủ lạnh không các con? Trông cũng giống mà. Okay. Okay, a fridge or refrigerator and how about this? Ngoài tủ lạnh với cả bàn bếp ra thì mình có gì nhỉ? Mình có gì không? Các bạn có nghĩ ra gì không? Bây giờ cô thử gọi một bạn nhá. Okay, I want to ask somebody here, right? I want to call somebody to describe about your house. There is already ours. Okay. Đỗ Bảo An nào. Yes. Yes, I'm here. So hello, Đỗ Bảo An. Right. I want to see your picture. Yes, I want to see your picture. So now can you show your picture in front of your camera and show me what it is. Can you show me? Con có thể show lên mà. Con show lên là các bạn nhìn được á. Dạ, con giơ lên à. Okay, are you drawing? Yeah, so các bạn nào xem Đỗ Bảo An vẽ nhờ, con có thể tả nào. Con tả nào xem nào. How many floors? How many floors? Three floors. Yeah, your house has three floors, right? And how many bedrooms do you have? How many bedrooms? I have three bedrooms. Okay, one for your parents, right? Yeah. Yeah, one for you. And the last one is for who? Grandparents. Yeah, okay. One room is for your grandparents. One room is for your parents and one room is just for you, right? Yes. And I want to ask you about something more, right? Which is the most favorite, right? Which room you like most? Which room you like most? Có thích phòng nào nhất à? Which is the room you like most? Like kitchen. Yeah, why do you like the kitchen most? Why do you like the kitchen most? Can you tell me why? The reason why? Yeah, like this is the place that you will have a dinner, we have meals, right? And yeah. All the member of the family will eat dinner. We have a dinner together, right? And maybe it's the happiest time per day, right? So now, cô rất muốn là chút nữa các bạn sẽ chụp ảnh căn nhà của các bạn vẽ ngày hôm nay nha. Còn bây giờ là để có thể tả được ngôi nhà của mình này. Ok, thank you Bảo An này. Bây giờ là mình có muốn tả nhà của mình không? Right, thì bây giờ mình sẽ học thêm nha. So now, look at this. Vừa nãy là cô Ngọc cô chưa thể vẽ được nhiều thứ ở trong căn nhà thì chỉ vẽ sương sương là có cái door này, có cái bed này, có cái tủ lạnh đúng không? Fridge, được chưa nhỉ? Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể giúp cô Ngọc là vẽ thêm nhiều vật hơn? Thì mình học nhá. Yes, in my house. Yes, look at the picture, right? Listen and read. Point and say, right? Everything, the most important thing in English is listening and speaking. Lần nào cũng vậy cô nha các bạn nha. Luôn 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 là phần nghe nó sẽ là quan trọng nhất. Cho nên là trước khi tất cả các bài học thì mình sẽ xem nào. Đây là, ok, mình nhìn trước nào, quan sát nào. Oh, maybe it's a big house, right? Have so many things here, so many things here. Mm-hmm. Where's the living room? Can you comment for me where's the living room? Cái phòng khách ở đâu nhỉ? The first floor or the second floor? Where's the living room? The living room, phòng khách cơ. Cái nhà này kết cấu đặc biệt luôn. The first floor here and the second floor here. Where?
Okay, you think that is the first floor? Nào, bây giờ nhìn thử trên cái màn hình này xem nào. Thế có đúng là cái living room, cái phòng khách nó lại nằm ở tầng 1 không? Từ tầng 1 cô chỉ nhìn thấy bedroom và kitchen thôi. Okay, còn ở cái phần đây này. Yes, đúng rồi. Ở trong bức tranh này thì cái living room nó lại nằm ở tầng 2. Right. Trong cái living room trông rất là luxury như này thì có một cái bộ sofa rất là lớn đúng không? Sofa này, rồi đầu đĩa này, rồi DVD player, right? Rồi là chair, the table. Oh, so many things here. So listen, bây giờ các bạn sẽ dùng nguyên cái bút của mình để mình nghe xem là bạn này tả ngôi nhà có những gì nhá. So, listen. Page 27, Activity 2. Listen and read. Point and say. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Do you hear it clearly? Yes? Yes or no? Yes, okay, thank you. So now, listen carefully about the listening. One. Table. There's a table in the dining room. Two. Chair. There are chairs in the dining room too. Three. Sofa. There's a sofa in the living room. Four. DVD player. There's a DVD player in the living room too. Five. Refrigerator. There's a refrigerator in the kitchen. Six. Sink. There's a sink in the kitchen. Seven. Stove. There's a stove in the kitchen too. Eight. Tub. There's a tub in the bathroom. Nine. Bed. There's a bed in the bedroom. Ten. Lamp. There's a lamp in the bedroom. 11. Dresser. There's a dresser in the bedroom. 12. Closet. There's a closet in the bedroom too. Okay, so now just listen. Page 27, one, right? Activity. Sau khi mình nghe xong thì các bạn thấy nào nhỉ? Chỉ có đúng một cái cách để nói mà bạn ấy lặp đi lặp lại thôi là there is hoặc là there are đúng không? Kèm theo số lượng đồ vật mà mình có ở đây. Ví dụ nha, we have we have table, right? The table. Thì cái phòng này là kết hợp giữa dining room, phòng ăn và phòng living room là phòng khách. Cái phần, tất cả các cấu trúc các phòng thì các bạn đã học được ở từ bài từ quyển sách 1 rồi đúng không? Big English 1 rồi, từ tháng trước rồi đúng không nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết nha. Ở in the dining room, right? There is a table. Yes, there is a table in the dining room. Yes, and there are chairs in the dining room. Right, it's chair. And look at this. There is a sofa. Okay, there is a sofa in the living room. And there is a DVD player, đầu đĩa DVD. Thì chắc cái này cũng khá là lạ với các bạn, tại vì hiện tại bây giờ thì cũng khá là ít nhà dùng đầu đĩa DVD, đúng không nhỉ? Yes, we have a DVD player in the living room, right? Đây là sau phòng khách rồi nha. And now, bây giờ mình bước sang đến phòng bathroom đi, phòng tắm này. Thì mình có một cái tub rất là to đúng không? A big tub, cái bồn này. Okay, tub. Okay, và cái bên cạnh đó đúng không? Next to this we have a mirror, right? A mirror, a big mirror. Mình có một cái gương ở đây. And look at the kitchen. Look at the kitchen.
kitchen nào. Có ba cái vật mà đập vào mắt là mình đã thấy rồi. Đó là một cái tủ lạnh rất là lớn. Right? The fridge. Refrigerator. And the sink. Một cái bồn này. And the stove. Uh-huh. And now, bây giờ là mình nhìn tổng quát của các phòng đúng không? Mình có những cái vật mà rất là tượng trưng cho cái phòng đó. Ví dụ nhá, như là phòng ăn thì có một cái bàn lớn đúng không? Rất là tượng trưng cho phòng ăn này. Hoặc là ở trong phòng khách thì thường thường là bố mẹ này hay là ông bà hay là nhà mình ấy thì thường hay để những cái bộ bàn ghế rất là to ở trong phòng khách này. Đó. Còn ở phòng tắm thì sao? Phòng tắm thì rất là đặc biệt là thường thường phòng tắm lớn thì sẽ có một cái bồn tắm ở đây hoặc là có vòi hoa sen đúng không nhỉ? Còn ở phòng bếp là cái nơi mà nhà mình hay để tủ lạnh và hay để những cái bếp lửa ở đây. Yes. Còn ở phòng ngủ thì đương nhiên rồi. Có thể là nhà bạn không có bed đúng không? Không có giường. Tuy nhiên là mình có thể là làm một cái giường nhỏ hoặc là mình có thể là trải đệm cũng gọi là cái bed. Ok, hoặc là tủ quần áo, cái nệm đúng không? Đúng rồi, đây là cái nệm. I'm sorry for this. Mà cũng không cái nệm đúng rồi, cái nệm nhá. Cái nệm nhỏ để xuống đất mà ở dưới là mình có những cái thanh nhỏ nhỏ đó. Ok. And the lamp, cái đèn được chưa nhỉ? So now look at this. We have some new words today. The first word is table. Table. Okay, read after me. Table. Okay, who can? I will random to call one of you. Yes, I want to call Đỗ Hải An. Vừa nãy cô có bấm Đỗ Hải An nhưng mà vừa nãy nó bị tạch đi đâu mất rồi ấy. Đỗ Thái An đúng không? Yes. Can you? Yes, okay. Hello. So now, can you hear me? Hello. Yes, okay. Can you read out loud this word for me, please? Table. Yes, it's a table. So now, how many tables are there in the room? Just your room. How many? Có bao nhiêu? How many tables are there in the room? There are one table. Yeah, just one table in the room. And in your house. Okay, total in your house. How many tables in your house? There are three tables. Yeah, there are three. In the house. Yeah, okay. There are three tables. Okay, nếu mà khi con đã nói từ hai cái bàn trở lên thì từ tables thì có thêm S nha. There are three tables in my house. Okay, thank you, Đỗ Thái An nha. Các bạn phát âm rất là tốt. And now, sau cái table thì có một cái biểu tượng gọi là hầu như là cái phòng tắm nào cũng có, đúng không? Phòng tắm lớn thì có cái này đây. Tub. It's a tub. Okay, one more time, we call it tub. 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 Okay, who can? Yes, it's a tub now. So I want to call Khánh Vân now. Hello, teacher. Yes, hello, Khánh Vân. Lần nào gọi Khánh Vân cũng rất là tràn đầy năng lượng luôn. Yeah, okay. Can you read out loud this word for me, please? Tub. Yes, it's a tub, right? And do you have any tub in your home, in your house? Yellow tap. Yeah, there is a tap. One tap. Yellow. How many taps do you have? Nhà bạn, nhà con có tap không? Nhà cô thì không có cái này. Nhà cô khá nhỏ. Con không có lực. Okay. I don't have a tap. And Khánh Phân don't have a tap too. There is no tap in our houses. So, do you have any tub? Có nhà bạn nào có tub không? Do you have any tub? Yes, cái tub này thường thường là cái nhà nó to lắm này, mấy mùa đấy, còn thường thường là nó khá là tốn diện tích đúng không nhỉ? I don't think that I need a tub in my room now. Nah, it's not. And how many? Okay, how about this word? I think is necessary. Refrigerator. Refrigerator. It's a little bit hard for you to speak out of this word. Nó sẽ hơi khó cho các con để phát âm cái từ này nha. Refrigerator. Okay. Refrigerator. One more time. Refrigerator.
refrigerator. Refrigerator. Okay, five sounds. Refrigerator. One more time. Refrigerator. Refrigerator. Okay, listen again. Refrigerator. Yeah, this is so difficult to listen to, right? Nó sẽ hơi khó cho các bạn, đúng không? Để nghe, đúng không? À, bạn nào có tự tin đọc được từ này không? Who can? Okay, who can? This is long, long, long word. Okay, who can? Cô sẽ nhìn ở đây này, cô sẽ nhìn ở cái màn hình này. Các bạn chỉ cần giơ tay là cô sẽ nhìn được nè. Yes, okay. Who can please? I want to call the new Tiến Minh nào. Hello, teacher. Yes, good evening. So, can you speak out loud this word for me and all the members? Refrigerator. Fighter. Okay, one more time. Refrigerator. Refrigerator. Ray. Refrigerator. Refrigerator. Okay, con sẽ hơi bị khó cái chỗ từ free, đúng không? Refrigerator. Refrigerator. Here. Nào, chậm chậm là mình sẽ từ từ nhá. Mình sẽ từ từ là Tiến Minh nào. Refrigerator. Now, tay nha các bạn, nếu mà bạn nào khó đọc từ này các bạn giơ năm ngón tay lên nào. Yes, okay. Nào, bây giờ mình nắm vào tay lại nào. Hold your hand. Yes. Refrigerator. Refrigerator. Okay, gần được rồi nào. Refrigerator. Refrigerator. Free. Okay. Free. Tắt âm ra con, tắt âm dần nào. Refree, đúng không? Free, với cái chữ gò nó gần như là free. Refrigerator. Refrigerator. Okay. Bây giờ Tiến Minh là luyện thêm mấy lần nữa Tiến Minh đọc được rồi nha. Thank you nào. Who can nào? Cái từ này khá khó nên cô sẽ gọi thêm hai bạn nữa nhá. Okay, Tiến Minh với cả cô cùng xem nào có bạn nào đọc được không nào. Okay. Who can? Khánh Vân, Ngọc Khuê. Vân rất máu luôn. Không thể nào mà làm khó Vân được. Okay, I want to ask one of you. Các con có thể giơ tay nhé, cô có thể nhìn nhá. Cô có thể nhìn. Tuấn Kiệt ư? Okay, I want to call the new one. Right? The new one. Yeah. Con đưa cô. Yeah. Con đưa cô là refrigerator. One more time. It's nearly, okay? Refrigerator. Refrigerator. Right, it's so hard. Okay, I know that khi mà cô học tiếng Anh, cô cũng sợ nhất là cái âm này luôn. Tại vì là nó nặng ấy. Okay, Tuấn Kiệt với cùng với cả Tiến Minh nhá. Tiến Minh vừa nãy đã đọc được rồi. Thế Tuấn Kiệt cố gắng lên nào. Okay, one more time. Con thưa cô là refrigerator. Đúng rồi, cái từ re đọc nhẹ thôi con. Từ re đọc nhẹ thôi, cả lớp nhẹ từ re. Refrigerator. Oh my god, that's true, đúng không? Cái từ re nó cũng chỉ là cái từ để thế nào nhỉ? Giống như cái bàn đẩy ấy, đòn bẩy ấy, đúng không? Cái bàn đạp ấy. Em đọc từ re nhẹ xuống thì tự nhiên từ frit nó lại đọc mạnh được lên thôi, đúng không nhỉ? Refrigerator, right? Refrigerator. Okay, refrigerator. Chọn âm rơi vào âm tiết thứ hai nhá. Right, thank you. Đó, một từ khá là khó vào ngày hôm nay và cũng khá là thử thách cho các bạn nha. And now we have some more word here. We have a sink. We have a sink. Okay, one more time. Sink. Sink. Yes, this word is a little bit easy for you to speak out loud. Từ này thì lại dễ đọc hơn một chút nào. Who can read out this word for me? Who can? Khánh Vân á? Ngọc Khuê? Ôi rồi sao
sao lại tập Khánh Vân với Ngọc Khuê thế này? Phú bảo an đâu giờ? Bây giờ các bạn giơ tay thì cô có thể là nhìn này, có thể nhìn này. Yeah. Hôm nay cô sẽ gọi một số các bạn mà hơi mới mới một tí nhá các bạn nhá, các con, các bạn mà học lâu lâu rồi, hôm nay là để cô kiểm tra mấy bạn mới mới một chút nhá. Ok, hôm nay cô xem cái bạn Khánh Ngân nào nè. Ok, bạn Khánh Ngân đâu nhỉ? Bạn Khánh Ngân đang giơ tay này. Yes, can you hear me? Sink. Ok, good job. Yes, rất là tốt nha. Con Khánh Vân đúng không? Lâu lâu cô không không nhìn thấy bạn. Con con học ở đây bao lâu rồi? Con mới học. Ok, đó, bởi vì nhà nhìn Ngân cũng rất rất là mới, một khuôn mặt rất là mới. Ok, thank you Ngân, cũng là một nhân vật đáng gờm đây đúng không nhỉ? Ok, cố gắng học tập con nha. Thank you Khánh Ngân nha. Đấy, các bạn thấy chưa, như kiểu là những bạn mà mình đã quen là bạn Phú này, hay là bạn Ngọc Bảo An, hay là bạn Dương Thùy Dương hay gì đó, đúng không? Hay là Oggy, hay là Khuê, đấy, các bạn Hương Quỳnh, các kiểu ấy, Tiến Minh này. Thì các bạn học lâu thì để hôm nay cô kiểm tra các bạn mới mới xem nào nhá. Còn thứ 6 là chúng mình cùng bình đẳng để tranh tài nha. Hôm nay là chúng mình cho các bạn mới mới xem là các bạn đấy có bắt kịp được chương trình không nhá. Ok, sau nào? Cái sink đúng không, cái sink cũng có thể gọi đây là cái bồn, cái, nếu mà nó là cái bồn rửa mặt ở trong nhà thì cũng gọi là cái sink, mà nó là cái chậu, cái bồn mà để rửa bát hay là rửa rau thì cũng gọi là cái sink luôn. Ok, được chưa nhỉ? It's a sink. Và nhà cô thì nếu mà tính cả tổng cái bồn rửa bát này xong thì mấy cái bồn rửa mặt nữa thì nó rơi vào four sinks, bốn cái sinks. Ok, four sinks. And now I want to show you the thing that is so hard for me to show the differences between them. Đây là hai từ mà các bạn dễ nhầm lẫn với nhau nhất, đó là dresser, dresser and closet. Closet. Why I tell that? Bởi vì thường thường ấy, các bạn sẽ cái từ dress với cái closet này nó liên quan đến quần áo đúng không? Đương nhiên, of course. Chúng nó là những cái tủ để đựng những cái đồ bằng vải. Ok. Đúng không? Tuy nhiên là cái dresser ấy, nó lại có cái kết cấu nằm bệt như thế này. Được chưa nhỉ? Có thể là các bạn đựng đồ hay là đựng thuốc này, hay là nó gần cái kệ đầu giường, các con, nó giống cái kệ đầu giường ấy, cái kệ mà nằm bệt đó. Ok, the dresser có thể là để những cái đồ quần áo nhỏ này, hay là những cái đồ dụng nhỏ này, máy sấy tóc này, ổ điện này, đó mình để vào trong cái dresser này. Hoặc là thường thường nó cũng dùng để đồ, để những cái như kiểu cái khăn hay là mũ gì đó. Ok, it's all in on the dresser. Ok, who can speak out this word for me please? Ai nhỉ? Hôm nay học tập trung, hôm sau mới làm được bài nha. Bởi vì các bạn biết đấy, khi mà mình tham gia quiz gì ấy, sẽ có những cái câu rất là thế nào nâng cao, nó cũng chỉ dựa trên những cái từ mình đã được học thôi. Và các bạn, khi mà các bạn nào mà bạn ấy tập trung thì bạn ấy làm rất là nhanh, leo rank rất là nhanh. Và cũng sắp cuối năm rồi, đến buổi thứ 6 sắp tới của mình ấy, là thứ 6 cuối cùng của năm 2021 đó các con. Đó, cho nên là mình sẽ cố gắng tập trung bài hôm nay nhá. Ok, who can speak aloud this word? Who can speak aloud this word? Who can please? Dresser. Oh, it's difficult for you like that. I don't think that it's difficult. So, Minh Đức nè. Minh Đức là can you turn on your microphone please? Yes. Can you hear me? Yes. Yeah, so what it is? Number four. Oh, I usually. What is this? Oh, sweet. I usually this use the table. Oh, my baby boy is not a table. It's dresser. Dresser. Okay, so take a look at this for me, please. Dresser. Number five. Oh, now dresser. Dresser. Okay, now không việt lịch như thế nhá. Okay, dresser. Dresser. Okay, one more time, dresser. Dresser.
Number five. One more student. Một bạn nữa nào. One more student. Thank you, Minh Đức nha. I want to call Phạm Minh Phương nào. Minh Phương là lâu lắm không gọi Minh Phương này. Okay. So, Minh Phương, can you turn on your microphone, please? Dresha. Yeah, it's Dresha. Der. Okay, it's not the Dresha, you know. It's so hard for me to speak out loud. Yeah, like that. Nếu mà ví dụ nhá, Minh Phương tưởng tượng này, trong những cái từ mà nó nhỏ nhỏ như này thì mình có thể đọc mạnh như thế đúng không con? Nhưng mà ví dụ con nói một cái câu là có hai cái tủ bệt ở trong nhà của mình, lại là there are two dressers in my house. No, it's so hard for you to speak like that, right? Nó sẽ rất là nặng đúng không? Đọc rất là nặng nề. Thì con sẽ đọc nó nhẹ hơn một chút nhá. Dresser. Okay, one more time. Dresser. Okay, great, good job. Rất là tốt nha. It's just dresser. You know, này con nghe lại một chút này. Dresser. Dresser. It's easy for you to speak softly like that. Mình chỉ cần đọc nhẹ nhàng thôi, đúng không nhỉ? Dr ấy không? Dr. Okay. I want to call Ngọc Khuê now. Thank you, Minh Phương nha. Hello, teacher. Yeah, so baby girl, can you speak a lot of this word for me, please? Okay, dresses. Yeah, dresser, not dresser, baby girl, it's a dresser. Dresser. Okay, one more time, you listen to this word. Dresser. Dresser. Okay, good job, dresser. And how many dressers are there in your house? How many dressers are there in your house? Ngọc Khuê. Yeah, con đây ạ. Yes, how many dressers are there in your house? Tủ này là tủ dày hả? Okay. I have one dresser. Yes, there is just only one dresser in your house. Okay, thank you, Ngọc Khuê nha. Đúng không nhỉ? Mình nhớ phân biệt cái dresser này nha. Có thể thi thoảng là nó để quần áo nhỏ này, thi thoảng là nó để đồ điện và thi thoảng nó cũng là để giày luôn. I don't know why, đúng không? Thi thoảng, yeah, okay. So, thank you. And now the big one, the bigger one, cái tủ to hơn nha, cái tủ mà mình phải đựng cả chăn này, đựng quần áo này, treo lên để gấp vào, để tủ gấp gọn này. Okay, is there? Closet. Okay. Other class, repeat after me. Closet. Closet. Mm-hmm. Closet. So, who can? Yeah, Thảo Nguyên nào. Closet. Okay, close it. Okay, no. Close it. Yes. Okay, the T sound, close it. Close it. Okay, it's faster. Close it. Not... T đó, cô sẽ thử stop, không chia sẻ màn hình nữa đúng không? Stop share đúng không? Okay, đó, âm T nè. Okay, yes, close it. Yeah, gần được rồi nha. Just a little bit more. Okay, chỉ một chút nữa thôi đúng không nhỉ? Hôm nay là lớp mình học 6 từ đúng không? Đây chỉ là bước nền cho mình để có thể là hôm sau mình hoàn thiện được cái bài quiz gì. Ngày hôm sau nó liên quan đến việc là mình làm bài thôi đúng không? Nó sẽ khá là khó cho các bạn ngày hôm nay bởi vì mình đã học lên quyển sách thứ 2 rồi đúng không nhỉ? Theo như tiến độ ấy là lớp mình học hơi bị nhanh đấy. Lớp mình học quá nhanh luôn ấy. Đúng không? Cho nên là bây giờ bắt đầu lên phần khó luôn rồi. Chứ không còn ABC hay là 1, 2, 3 ngày xưa đâu nha. Ok, close it. Cái mức độ mà để luyện nói nó cũng cao hơn rồi và yêu cầu các bạn phát âm cũng chuẩn hơn. Đó. Nào, sau mà mình back lại các từ mình đã học nha. Ok, today we have a sick
Yeah, we have a six words, right? We have a six words. So now, the first word today we started about is a table, right? The table. The second is a tub. The third one is refrigerator. Refrigerator, right? The fourth one is a sink, right? The fifth one is a dresser. And the last one is a closet. And now the six words today. And now it's a little bit late for your studying and for your lesson today, right? Cái bài hôm nay nó sẽ hơi khó một chút, cho nên là các bạn cố gắng nhá. Mình sẽ cố gắng làm sao để mình có thể là ôn bài này, rồi là mình sẽ luyện tập lấy ví dụ với các từ mà mình hôm nay đã học, đúng không nhỉ? Mình có thể vẽ, đúng không? Mình có thể vẽ, mình có thể làm sơ đồ tư duy cũng được, đúng không? Còn bây giờ nhỉ, ok, it's too late for you to continue the lesson. Your mission now is, bây giờ nào, đã muộn rồi, đúng không? Đã muộn rồi. Và lớp mình cũng là đến giờ như nào rồi nhỉ? Các bạn có thể là làm bài tập, cố gắng hoàn thiện bài tập trên lớp này. Nhưng mà cũng không quên là mình sẽ practice it, ok? You wash your face. And then you go to sleep, baby girl. Don't spend too much time on studying like that. You know, it's not good for your health, right? Mình không quá để mà mình thức đêm, thức hôm để mình ngồi bàn học đâu nha, chua. Mình phải biết sắp xếp thời gian nha. Quizy thì mình sẽ phải dành đến thứ 6 nha. Ngày cuối cùng của năm 2021 sẽ khá là đặc biệt và liên quan đến chủ đề của chúng ta học ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cô lại phải chào tạm biệt các bạn rồi, đúng không nhỉ? Ok, have a good night and bye bye. See you. I will open my for all of you, right? Bye bye. Bye bye, teacher. Con cứ bảo là con xa nhà cô, con đánh cho cô một trận, nhưng mà con qua nó rồi. Con đọc là trời ơi. Cái từ hôm nay có khó không? No. No, it's not difficult for you. It's not. Oh, no. It's not. Yes. Good. Hôm nay không khó đúng không? Nhưng mà có cái từ refrigerator hơi khó với các bạn đó. No. Ông gió. Dạ. No. Dạ. Ôi giời ơi, chị con lại đang học rồi. Chán thế. Sao thế? Chị con đang